Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa xin trở lại với anh em trong và ngoài nước. Cái clip rút rõ sự hình thành của triều Đại Việt và họ đã cấu kết với Cộng sản miền Nam và ngoại bang để chuẩn bị chia năm xẻ bảy đất nước Việt Nam của chúng ta, mà họ đã được nuôi dưỡng bằng một tên tình báo Cộng sản miền Nam với số tiền là 10 triệu đô la. Nếu anh chị em trong và ngoài nước chưa được xem, thì xin hãy vào YouTube để tìm kiếm bài Thế lực của triều Đại Việt là ai? Link của Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay, tôi quay lại để vạch mặt ông anh hai của triều Đại Việt và những con chuột đang bưng vô, định vỡ, tham tiền, tham vọng mà đã quên đi một nhiệm vụ chung, đó là lật đổ tà quyền Cộng sản và để tái lập lại nền đệ tam Cộng Hòa trên quê hương đất Việt, chứ không phải lập ra một cái thể chế quân chủ để đi hà hiếp dân như cái triều đại mới này. Trong cái clip trước, tôi đã nói rõ sự hình thành của cái đảng Đại Việt ở hải ngoại, chứ không phải là cái Đại Việt Quốc Dân Đảng năm xưa ở Việt Nam mà tên Nguyên Bóng Ma cứ lặp đi lặp lại hoài trong cái clip của Huỳnh Thanh Hoàng ngày 5 tháng 10 vừa qua. Đại Việt Quốc Dân Đảng năm xưa thì mọi người đã biết là trong quá trình hoạt động, các đảng viên của Đại Việt nhiều lần phân hóa, sáp nhập và đã dẫn tới sự hình thành nhiều hệ phái khác nhau. Cho nên khi ra hải ngoại, ông Phạm Văn Thành và một số người đã gây dựng lại cái đảng Đại Việt ở tại Pháp và sau này đổi thành triều Đại Việt. Và chính họ đã cấu kết với tên tình báo Cộng sản miền Nam như tôi đã nêu ra trong cái clip trước. Một lần nữa, tên Nguyên Bóng Ma đã cố tình dắt tới cái đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng năm xưa, không phải là triều Đại Việt ngày nay, là hầu để che mắt thiên hạ mà thôi. Tôi sẽ cho anh chị em xem lại cái lá cờ đằng sau lưng của ông Phạm Văn Thành. Nó có giống cái lá cờ của triều Đại Việt không nha? Đó, các anh chị em hãy xem đi, rồi tự cho mình một kết luận. Các anh chị em nhìn kỹ đi, ông Phạm Văn Thành là thành viên của đảng Đại Việt. Vậy ông treo lá cờ của triều Đại Việt để làm gì? Vậy có phải là đảng Đại Việt và triều Đại Việt là một không? Mà chính tên Thái giám Hàn Tuấn Phát cũng đã lên livestream và xác nhận ông Phạm Văn Thành vẫn còn là thành viên của Thắng. Nhưng bây giờ thì không. Các anh chị em có thấy lạ không? Tự nhiên sau khi bà Hạnh tung ra cái bí mật mà ông Phạm Văn Thành đã nhận tiền của tên tình báo Cộng sản miền Nam trong cái clip ngày 2 tháng 9 vừa qua, thì triều Đại Việt tức tốc loan tin là ông Phạm Văn Thành không còn là thành viên của triều Đại Việt nữa. Tại sao triều Đại Việt lại làm như vậy? Thật sự rất là dễ hiểu. Vì họ đã nhìn thấy ông Phạm Văn Thành đã bị nhiều tai tiếng. Quỳnh Quốc Huy đã thâu nhập quỹ cho riêng cá nhân, cho tới chuyện nhận tiền của Cộng sản miền Nam đã bị tiết lộ và chuyện âm mưu sát hại bà Hạnh hầu để bịt tin tức. Tất cả những bí mật này đã được công bố rộng rãi trên YouTube và Facebook. Cho nên bây giờ và về sau, ông Thành sẽ mất uy tín với giới truyền thông và nhất là đồng bào trong và ngoài nước. Những gì ông Phạm Văn Thành nói sẽ không còn giá trị nữa, không còn sự tin tưởng của cấp trên nữa. Nên triều Đại Việt đã quyết định cho Thái giám Hàn Tuấn Phát lên livestream tung tin là ông Phạm Văn Thành không còn là thành viên của triều Đại Việt nữa. Nhưng sự thật là triều Đại Việt đã ly khai ông Phạm Văn Thành ra khỏi nhóm, chứ không phải ông tự rút lui. Cho nên bắt đầu từ bây giờ và về sau, tất cả mọi giao dịch với Cộng sản miền Nam và triều Đại Việt sẽ do một người khác phụ trách. Người này là ai? Tôi sẽ nói trong phần cuối. Nói tới đây thì cho tôi nói sơ về và thím Thái giám Hàn Tuấn Phát nhé. Vài tuần gần đây, các anh chị em có thấy hầu như tất cả các livestream của Thái giám Hàn Tuấn Phát đều nói về một đề tài, đó là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bao nhiêu năm hoạt động chính trị, các anh chị em có bao giờ thấy Thái giám nói gì về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời hay Đào Vĩnh Quân không?
Câu trả lời là không. Vậy mà ngứa gì thím là đi xuyên tạc và bôi nhọ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lúc này? Đó là vì tên thái giám Hàn Tuấn Phát đã bị, thật sự mà nói thì chiều khuôn mặt và bản chất thật sự của Hàn thái giám, một người ham tiền ham lợi, một kẻ đã lợi dụng chính trị để được đi đào tị, cho nên triều Đại Việt đã trả tiền cho thái giám Hàn Tuấn Phát lên livestream để xuyên tạc chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và tưng bốc triều Đại Việt. Mà tôi tin chắc rằng số tiền này không phải là nhỏ. Thái giám Hàn Tuấn Phát, một người không nghề không nghiệp, không có chỗ ở nhất định, tiếng Anh thì lại ấp a ấp úng, mà còn bị thêm cái tập cà lăm khi nói chuyện. Vậy mà trong 2 tuần lễ sau khi liên tục lên livestream nói xấu và bôi nhọ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và ông Đặng Quân, thì từ tiểu bang Connecticut miền đông Hoa Kỳ đã tức tốc về lại Nam Cali với một chiếc Lexus chạy vòng vòng trong khu Sài Gòn nhỏ. Thử hỏi tiền ở đâu ra? Có phải đây là số tiền mà mấy tuần qua thím đã bưng bô định bỡ tưng bốc triều Đại Việt mà đi xuyên tạc và bôi nhọ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để được chiếc Lexus ngày hôm nay không? Mà nói thật, một triều Đại Việt mà lại không kiếm được một người lên livestream nói cho thành thạo, dễ nghe hay sao? Mà lại thuê một người tiếng Anh thì không biết, mà tiếng Việt cũng không xong. Nói chuyện thì cà lập cà lâm, nói trước thì quên sau. Cái tên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mà chẳng bao giờ nói chúng cả. Thử hỏi, một cái triều Đại Việt to lớn, quy mô, thế lực mạnh mẽ như đã quảng cáo mà làm việc chẳng nên cái trò trống gì hết. Chỉ có một livestream mà thôi mà cũng làm không xong, huống hồ chi mà đã làm chuyện lớn. Các anh chị em có thấy điều này không? Đúng là cả tiếng mà không có miếng. Người ta nói chủ sao thì tớ vậy. Từ ông Tổng Tư lệnh Ngô Hùng xuống tới tên Nguyên Bóng Ma và Huỳnh Thanh Hoàng, bây giờ tới thím thái giám Hàn Tuấn Phát, từ trên xuống dưới, cả đám người này đều có một giọng điệu giống như nhau, kiêu căng, lão phép, bịt bẩm, nổ banh xác, vô căn cứ, vu khống và ấu trĩ. Nói đầu quên đuôi, tổng tư lệnh thì nói một đường, tướng tá thì nói một ngã, còn đại quý và thái giám thì chạy loạn xạ ngầu. Ta nói như một đoàn xiếc đang trình diễn vậy. Các anh chị em có nhớ lại ngày 30 tháng 3 vừa qua, Bộ Thông tin Văn hóa của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có phát sóng một cái bài mà tên Tổng Tư lệnh Ngô Hùng đã đọc, một cái bức tâm thư gửi đến cho tất cả đồng bào trong và ngoài nước. Chính ông Ngô Hùng đã xác nhận rằng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một chính phủ hợp hiến và hợp pháp mà đã được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc công nhận, và do Thủ tướng Đào Minh Quân đảm nhiệm. Và sau đó, ông Ngô Hùng cũng gửi nhiều bài viết ủng hộ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cho Bộ Thông tin Văn hóa phát sóng. Và gần đây nhất, ngày 13 tháng 10, ông Ngô Hùng đã lên livestream cũng xác nhận điều đó. Ông Ngô Hùng còn nói, gần đây ông đã rời bỏ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tức là sau một thời gian cộng tác và làm việc cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thì ông Ngô Hùng không được ông Đào Minh Quân trọng dụng, thì tự động rút lui. Và từ đó, triều Đại Việt mới ra đời. Tuy nhiên trong thời gian qua, có lần tôi có liên hệ với bên cái cánh của Đào Minh Quân, của cái chính phủ lâm thời gì đó, mà tôi đã có liên hệ nhằm mục đích. Tôi nghĩ rằng họ có cái tinh thần đấu tranh cho dân tộc, cho nên tôi mới bước đến nhằm mục đích để đi đến kết hợp. Chứ tôi không phải là người của chính phủ quốc gia lâm thời gì cả. Trong những cái clip qua thì tôi có hỗ trợ cho chính phủ quốc gia lâm thời. Tôi nghĩ rằng cái chính phủ này sẽ mang đến lại cho tốt đẹp cho lòng dân, cho cái sự hạnh phúc và phục là hồi lại đất nước. Nhưng thực chất nó không phải như vậy.
Chính vì cái yếu tố đó cho tôi lặng lẽ phải ra đi. Mà tôi đã có cái chính phủ chúng tôi kể từ đó. Đúng như những gì tôi đã nêu trong cái clip Tổng Tư lệnh của Triều Đại Việt là ai? Và trong cái clip Thể lực của Triều Đại Việt là ai? Tôi đã nói rõ sự hình thành của Triều Đại Việt từ lúc nào. Vậy mà từ bấy lâu nay, Hoàng Thanh Huỳnh và tên Nguyên Bóng Ma vẫn láo phép tuyên truyền Triều Đại Việt này đã có từ 20 năm qua. Trong cái clip này, thứ 22, 30 giây, tên Nguyên Bóng Ma đã giả dạng một người dân gọi vào đặt câu hỏi cho Ngô Hùng với giọng điệu: "Thưa ngài Tổng Tư lệnh." Đó đúng là một chiêu trò biệt bợm giữa Tổng Tư lệnh và tên Nguyên Bóng Ma. Đây là một kịch bản đã được chuẩn bị trước. Tất cả hầu đã cố tạo ra một cái sự ủng hộ và quan tâm của người dân đối với Triều Đại Việt. Nhưng thật sự toàn là biệt bợm, trơ trẽn. Chỉ có những bọn lưu manh và đần độn mới làm như vậy. Cái giọng hơi rặn chữ tìm từ để nói của ông, của tên Nguyên, thì ai mà không nhận ra. Bây giờ tôi cũng trình bày, đồng thời tôi cũng xin trả lời với một cái anh bạn nào đó mà đã có gọi tôi nhiều lần muốn tìm hiểu, muốn hỏi tôi về vấn đề gì, thì tôi mời anh cứ gọi đến tôi. Tôi sẵn sàng trả lời những gì anh hỏi. Cái anh bạn mà cách đây 2-3 ngày có gọi tôi để hỏi muốn gặp tôi, thì tôi nói sẵn tôi có lên livestream ngày hôm nay. Thì anh có thể cái giờ này anh có mặt đó thì anh có thể gọi hỏi tôi đi, thì tôi sẽ trả lời với anh. Nếu không, tôi để cho anh một phút, anh cứ gọi đi. Quê alo. Dạ, xin chào ngài Tổng Tư lệnh. Anh cứ nói. Đây là kim của ngài không có mở qua bút tích chứ. Không có ai coi hết. Vậy à? Tức là không có thấy gì cả. Dạ. Thì anh có nhìn thấy được cái livestream của tôi không? Dạ thấy, mà không có một người nào xem. Thì cũng không sao cả. Bây giờ dạ, nếu mà không có người nào xem thì cũng không sao. Thì sau đó thì tôi vẫn có thể post lên được. Bây giờ anh có thắc mắc hỏi cái điều gì thì anh cứ hỏi, tôi sẽ trả lời. Dạ, thì em có một chút câu hỏi với Tổng Tư lệnh. Tổng Tư lệnh là bị án tử hình lật đổ chính quyền cộng sản, và từ cái tử hình đem đến cái trung thân, thì chúng tôi muốn Tổng Tư lệnh cho thấy bằng chứng để người dân xem. Và cái thứ hai, lúc mà Tổng Tư lệnh bị qua chung thân thì làm sao mà Tổng Tư lệnh vượt ngục được cho đến giây phút này? Dạ, em xin có đôi lời đến Tổng Tư lệnh cắt nghĩa cho đồng bào biết. Dạ, xin chào Tổng Tư lệnh. Rồi, rồi tôi cảm ơn anh. Như các anh chị em đã biết, sau khi đã phản chủ thì Huỳnh Thanh Hoàng và tên Nguyên Bóng Ma nhiều lần lên livestream và loan tin cho đồng bào là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không phải là chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa, mà chỉ là cái tổ chức từ thiện chuyên đi xin tiền trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ. Rồi mấy cái clip sau này thì lại nói là chính phủ tự xưng, tự cấp. Nói chung là suông miệng thì cứ nói. Hôm nay thì nói là một tổ chức từ thiện. Hôm nay
thì nói là chính phủ tự xưng tự cấp, một chính phủ không có tiền. Vậy mà họ đã tung tin là mấy người nào đó bên Pháp đã nhận tiền của chính phủ và đã làm việc cho chính phủ. Vậy cái nào mới đúng đây? Nếu là một tổ chức từ thiện thì mắc cớ gì các ông lại cho ba người chui đầu vào để làm gì? Bộ các ông tính vào đó để xin tiền trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ luôn hay sao? Hay là các ông vào để giúp tổ chức từ thiện một bàn tay để đi phát quà cho những người nghèo, rồi các ông lại nói chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là cái chính phủ tự xưng, tự phong cấp bậc cho các thành viên mà không có kinh nghiệm chiến trường. Nói chung là rất nhiều từ xuyên tạc. Vậy tôi xin hỏi ông Tổng Tư lệnh Ngô Hùng, là ông đang đạp cất của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hay sao? Mà triều đại Việt của ông cũng tự phong chức cho Trung tướng Phạm Công Tuấn và đại quý Huỳnh Thanh Hoàng vậy, và luôn cả các chức vụ thái giám của triều đình mà các ông cũng đem ra phong cho Hàn Tấn Pháp, thì còn nói chi nữa, các ông lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên, nào là chúng tôi là một triều đại mới, chúng tôi có một thế lực rất là lớn trong nước, chúng tôi không cần bất cứ người nào, chúng tôi đã có quân đội trong nước sẵn sàng đánh phá các lăng Ba Đình bất cứ lúc nào, trong một ngày có thể lấy lại 3-4 tỉnh thành như trở bàn tay. Đúng vậy, các ông muốn lấy bao nhiêu tỉnh thành ở miền Tây là không được, vì đó là đồng bọn của các ông. Cộng sản miền Nam và các ông là một, chỉ còn ký giấy nhường lại là xong thôi, quá dễ, đúng không? Còn cái lăng Ba Đình á, thì hơi căng à. Tôi thấy các ông không nên dại dột mà làm như vậy. Thay vì đánh phá cái lăng Ba Đình, nếu các ông có lòng yêu quê hương dân tộc, thì các ông nên đánh phá các nhà máy giấy Lion Man ở đồng bằng sông Cửu Long, hay là cái nhà máy gang thép Formosa ở Hà Tĩnh. Hai cái nhà máy này đã và đang thải ra chất độc, ô nhiễm môi trường và gây hại cho đời sống của người dân Việt Nam ta. Đó mới là thiết thực. Như vậy thì chúng tôi, người dân, sẽ có một cái nhìn khác cho các ông. Còn các ông mà cứ bô bô láo phét, thùng rỗng kêu to, to mồm, to miệng, thì cho dù các ông lên livestream kêu gào bao nhiêu lần đi nữa, thì cũng như đàn gãi tai trâu mà thôi. Người dân của chúng tôi không bao giờ chấp nhận và ủng hộ cái triều đại Việt của các ông. Đó là những cái tiêu biểu mà tôi muốn các ông phải suy gẫm lại. Các ông có thật sự là một cái triều đại chân chính hay không? Hay toàn là những kẻ hư vô, ăn nói ngang ngược, không có chiến lược, toàn là những kẻ ấu trĩ, những kẻ được ăn, được nói thì được gói mang về, chứ chả có một cái ích lợi gì cho dân tộc Việt Nam cả. Sau đây tôi muốn nói đến một người rất là quan trọng cho cái sự sống còn của triều đại Việt này. Người này đã và đang cung cấp những món ăn tinh thần cũng như vật chất, tiền tài cho triều đại Việt này. Phải nói, nếu không có người này thì sẽ không có triều đại Việt ngày mai. Người này đang tiếp nối Phạm Văn Thành để cấu kết với Cộng sản miền Nam. Hôm qua các anh chị em đã nghe một cái clip của Thím Hàng Thái Giác phát sóng ngày 4 tháng 10. Có một người đã gọi vào và tự khoe mình là một thương nhân giàu có, không bao giờ nói chuyện về chính trị. Nhưng thật sự hắn là ai? Và có liên quan gì tới triều đại Việt? Tôi sẽ bật mí cho các anh chị em được hiểu rõ hơn. Một người, mọi người trong triều đại Việt gọi người này là anh hai. Mà bây giờ, hắn là người ra lệnh cho ông Tổng Tư lệnh Ngô Hùng phải làm theo. Hắn ta có cái tên gọi là Quang Minh hoặc là Tống Giang, hai người là một. Lúc nào hắn cũng mở miệng cho mình là người thương nhân chân chính, không quan tâm về chính trị. Nhưng lạ thay, hắn lại đi quan tâm về cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và ông Đào Minh Quân. Một người thương nhân không quan tâm vào chính trị mà hai lần lên livestream
một lần với Huỳnh Thanh Hoàng và một lần với Thím Hàn Thạc Thái Giám. Hắn đều nói về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đều moi móc tất cả những gì bên chính phủ làm. Hắn nói không thiếu một chi tiết nào hết. Thậm chí từng đôi giày, cái quần, cái áo của ông Đàm Minh Quân, hắn cũng đẹp đặt tới. Rồi hắn còn đem những số điện thoại và chỗ ở của những thành viên trong chính phủ nói ra cho cộng đồng mạng. Như vậy, các anh chị em nghĩ gì? Đó là một thương nhân chân chính à? Nếu các anh chị em còn nhớ, trong cái livestream này, hắn đã nêu ra số điện thoại và nơi cư trú của các thành viên đã không còn tham gia vào chính phủ, mà hắn cứ bảo là hãy gọi đi, những người này sẽ nói rõ về ông Đàm Minh Quân hơn. Theo tôi, thật sự nếu như người này có bất mãn với chính phủ hay là không đồng ý với ông Đàm Minh Quân hay chuyện gì đó, thì họ có thể lên video để tố cáo bên chính phủ hoặc tố cáo ông Đàm Minh Quân. Tại sao ông Quang Minh lại muốn mọi người gọi vào? Tại sao ông lại đắc ý và tin chắc là các thành viên này sẽ sẵn sàng nói xấu ông Đàm Minh Quân? Đó là vì những người này đã bị hắn mua chuộc hoặc bị đe dọa, hay là đã bị khống chế vì họ không có sự chọn lựa, cho nên họ phải rời chính phủ và bắt buộc họ phải làm theo những gì mà ông Quang Minh đưa ra. Các anh chị em còn nhớ chú Huệ bên Bộ Thông tin Văn hóa của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời không? Người đã phụ trách và phát hành những thông tin cho chính phủ. Chú Huệ đã bị ông Quang Minh gọi điện thoại hăm dọa, ra điều kiện cho chú phải rời xa Bộ Thông tin Văn hóa, nếu không thì bọn chúng sẽ có biện pháp với chú, gia đình chú, và thậm chí đứa cháu của chú cũng bị liên lụy. Chú không có sự chọn lựa mà phải âm thầm rời khỏi Bộ Thông tin Văn hóa trong tháng qua. Phải nói ông Quang Minh quá độc ác, quá tồi bại, đứa con nít mà ông cũng không tha. Nếu ông Quang Minh là một thương nhân chân chính thật sự thì ông có cần làm những việc này không? Có cần phải đích thân lên tiếng không? Thời gian để ông nghỉ ngơi và lo cho hãng xưởng chứ bận tâm gì về cái tổ chức từ thiện của ông Đàm Minh Quân. Nói như vậy, ông Quang Minh không phải là một thương nhân chân chính, mà thật sự ông Quang Minh là một kẻ tiểu nhân, kẻ lưu manh, đê tiện, vô liêm sỉ, một kẻ khốn nạn, chuyên đi hù dọa những nhà đấu tranh trong và ngoài nước. Ông đã làm tay sai cho tụi cộng sản miền Nam, mở những hãng xưởng ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Đó chỉ là nhịp cầu để chuyển tiền ra ngoại quốc mà thôi. Mà người đứng đằng sau ông là một ông anh cả đang ở Việt Nam. Người này là một tên cộng sản miền Nam. Thật sự, từ tên Tổng Tư lệnh Ngô Hùng cho tới Trung tướng Phạm Công Tuấn, tới Nguyên Bóng Ma và Đại úy Huỳnh Thanh Hoàng, tất cả đều là quan vô lại, quan ăn hại, quan bán nước hại dân. Tất cả đều làm theo lệnh của ông Quang Minh này, và cũng chỉ là đồ dùng cho ông Quang Minh thôi. Tôi nói vậy, có đúng không ông anh hai Quang Minh? Sự thật là vậy, người ác thì lúc nào cũng nham hiểm, nhất là cái tên Quang Minh tiểu nhân và đê tiện này. Vì đối với hắn, tất cả những ai đang phục vụ cho triều Đại Việt chỉ là công cụ để hắn thu hoạch mà thôi. Sau đây, lời nói của ông Quang Minh đã nói cho một người đang ủng hộ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, mà hắn đã theo dụ dỗ, mua chuộc, hăm dọa và ép buộc người này phải lên livestream để nói xấu, bôi nhọ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Nhưng người này quá cứng rắn và vẫn một lòng ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mà không làm theo kế hoạch của hắn. Tôi xin lặp lại nguyên văn của ông Quang Minh. Hai thằng Huỳnh Thanh Hoàng và Nguyên Bóng Ma chỉ là hai con ngựa non háo đá, nên tôi chỉ thử dùng tạm mà thôi. Đó là lời nói của ông Quang Minh, một
người như vậy có đáng để chúng ta phải nghe không? Ông Quang Minh thì nói chuyện lúc nào cũng phô trương, láo phét, lúc nào cũng đem đồng tiền ra để mua chuộc và hăm dọa người ta. Miệng thì lúc nào cũng cho ta đây là giàu có, tặng 2 triệu đô la cho những ai dám lên livestream nói về Triều Đại Việt. 2 triệu đô đâu phải ít, đúng không các anh chị em? Chỉ có những kẻ buôn dân bán nước mới có nhiều tiền như vậy. Chỉ có những kẻ bưng bơm bở cộng sản mới có nhiều tiền như vậy. Tôi có một yêu cầu nhỏ nhỏ cho ông Quang Minh đây. Nếu ông thật sự giàu có, tiền xài không hết, thì hãy đem 2 triệu đó mà qua giúp ông Võ Trung Trực kìa. Mấy tuần qua, bên ông Võ Trung Trực rất là cạn kiệt. Họ liên tục lên livestream kêu gọi đóng góp và ủng hộ vật chất để giúp một bàn tay cho các anh em đấu tranh trong nước, các thương phế binh và những người khốn khổ còn kẹt lại sau 1975. Đó mới là thiết thực hơn. Đó mới là lời nói đi đôi với hành. Chứ ông cứ như con rùa rút đầu, gọi vào rồi cứ bô bô láo phát, dùng đồng tiền dơ bẩn của ông mà đi khuyến dụ những người dân có lòng yêu nước chân chính như chúng tôi thì đừng có mơ nha Diễm. Để kết thúc cái clip này, tôi chỉ có vài lời như sau. Các anh chị em còn nhớ tới mặt trận Đông Tiến của Hoàng Cơ Minh không? Năm không đó, không thấy, không nghe, không hỏi, không biết và không nói. Một khi mà đã gia nhập vào nhóm rồi thì sẽ không có con đường rút lui. Chống đối, từ chối hay là giải ngũ đều bị tiêu diệt. Còn cái Triều Đại Việt này sinh sâu đẻ muộn, hậu sinh khảo, có thêm một không nữa, tức là 60, không thấy, không nghe, không biết, không hỏi, không nói và không lối thoát. Đó là những gì Triều Đại Việt sẽ ban tặng cho những ai đang tham gia vào cái triều đại này. Còn những ai nhẹ dạ, tham tiền, tham vọng mà đang có ý nghĩ muốn tham gia vào cái Triều Đại Việt này thì hãy suy nghĩ lại thật kỹ. Một khi đã vào rồi thì sẽ không bao giờ có lối thoát. Xin các anh chị em hãy chờ xem những cái clip kế tới. Tôi sẽ khai lý lịch từng tên đã và đang nhục nhã gật đầu chấp nhận sự dối trá, bịp bợm mà chịu làm quảng bá cho cái Triều Đại Việt này. Và đặc biệt nhất, tôi sẽ bật mí ông anh cả của Triều Đại Việt này là ai trong cái clip kế tới. Xin chào thân ái.